Việt Nam nay tiếp tục với những tin tức về thời tiết của biên tập viên Hương Liên. Vâng, chị Hương Liên ạ, tình hình là áp thấp nhiệt đới thì đã tan đi rồi, thì không biết là cái tình hình mưa lũ miền Bắc ấy thì có diễn biến tiếp theo như thế nào ạ? Vâng, anh Hoàng, mưa lũ thì chưa qua giai đoạn cao điểm vì nhiều nơi ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vẫn có mưa to do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới và đới gió đông trên cao. Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn dồn về, 4 giờ chiều nay Thủy điện Hòa Bình đã phải mở thêm một cửa xả đáy. Thủy điện Tuyên Quang cũng phải mở một cửa xả đáy để đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập. Do đó, mực nước trên sông Bôi tại trạm Hưng Thi của Hòa Bình tiếp tục lên nhanh. Từ 6 giờ đến 9 giờ tối nay có khả năng lên trên cấp báo động 2 là 1,5 m. Mực nước hạ lưu sông Lô tại Tuyên Quang và sông Hồng tại Hà Nội dù ở dưới báo động 1 nhưng nước lên nhanh cũng có thể ảnh hưởng đến việc nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trên sông. Đây là hình ảnh lũ về vượt qua ngầm tràn ở Kim Bôi, Hòa Bình ngay hôm nay. Có thể thấy nước chảy rất xiết, chính quyền địa phương đã phải cắm biển cảnh báo cấm qua lại. Vì thế, để đảm bảo an toàn, tính mạng là trên hết, người dân tuyệt đối không được đi qua ngầm tràn khi lũ về, kể cả là đi bộ hay lái xe ô tô qua. Ngập úng, lũ quét và sạt lở đất vẫn có thể xảy ra ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Từ chiều tối nay sang ngày mai, vùng có nguy cơ sạt lở lũ quét là Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Hòa Bình và vùng núi từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Còn đồng bằng ven biển đề phòng ngập úng vì đây là những khu vực có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 100 mm. Mưa thường dồn dập về chiều tối và đêm, còn buổi trưa và chiều thì vẫn có khoảng nắng nên khá là oi nóng. Độ ẩm không khí luôn cao trên 60%. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố vào khoảng 31 đến 34 độ C. Hà Giang, Lào Cai chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Đối với Tây Nguyên, Nam Bộ thì cũng là những khu vực có mưa nhiều về chiều và đêm nay, trong hôm nay và 2 ngày tới, cảnh báo có nơi mưa to đến rất to, vượt 100 mm, dễ đi kèm lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Tây Nguyên đề phòng sạt lở đất trên sườn đồi núi, còn Nam Bộ có thể ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu đô thị. Còn tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thành phố Hà Nội dự báo sẽ có mưa dông bất chợt trong đêm nay, chiều và tối mai, nhiệt độ thấp nhất 27 độ C. Còn trưa mai trời nắng khá nóng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C. Đà Lạt cũng có lúc mưa dông, đêm nay trời rét 17 độ C. Sang ngày mai nhiệt độ không vượt quá 23 độ C, thời tiết lành lạnh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mưa dông về chiều tối và đêm, có nơi mưa to, tiềm ẩn lốc sét và gió giật. Nhiệt độ thấp nhất 24 độ C, còn buổi sáng và trưa mai trời nắng hơi nóng 32 độ C.